Tin giáo sư chánh tòa Thánh lễ tạ ơn 28 năm hồng ân linh mục của cha Anton Hà Văn Minh, chánh sư giáo sư chánh tòa Phú Cường. Vào lúc 5 giờ sáng thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018, Thánh lễ tạ ơn 28 năm hồng ân linh mục của cha sở Anton Hà Văn Minh được cử hành tại Thánh đường giáo sư chánh tòa Phú Cường. Thánh lễ được cha sở Anton chủ tế, cùng đồng tế là quý cha phó trong giáo xứ Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thật ấm áp, hơi ấm tình thân của đại gia đình giáo sứ Chánh Tòa Phú Cường. Hành trình 28 năm đời linh mục, 28 năm nhận lãnh hồng ân Thiên Chúa, được Chúa sai đi để mang yêu thương đến cho đời, để được phục vụ tha nhân, để chăm sóc vườn nho của Chúa, làm triển nở nhiều hoa trái thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa. Trong giây phút thiêng liêng này, Cha An Tôn đã đưa cộng đoàn cùng cảm nghiệm một chặng đường Ngài đã đi qua trong hành trình sống đời ơn gọi Kế hoạch của Thiên Chúa quả là diệu kỳ Mà con người không thể nào cảm thấu được Trước khi kết thúc thánh lễ Ông trưởng ban hội đồng mục vụ giáo sứ Thay mặt cộng đoàn gửi đến cha sở An Tôn những lời chúc mừng tốt đẹp Chúc Ngài luôn sống trong ân sủng của Thiên Chúa để luôn mạnh mẽ và kiên vững trong sứ vụ thiêng liêng của mình. Cha Sở An Tôn cũng đáp lời tri ân toàn thể cộng đoàn, đã yêu thương, tham dự thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Ngài. Sau thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa sáng đơn sơ nhưng đông đầy niềm vui và hạnh phúc.